Rồi bắt đầu đi. Tí vào kia anh cắt hết tiếng đi mà, mỗi hình ảnh thôi. Ngồi cái dáng cao cao đi. Ngồi cái dáng nó vẹn vẹn lên đi. Đấy, một chân cúi xuống thì nó cao được đúng không? Đã thấp rồi thì ngồi dáng vẹn vẹn lên đi. Kê lại bên kia cho nó dễ đọc. Cứ bình tĩnh thôi, không có gì đâu. Cầm chặt cái đinh mà. Đấy. Bôi thẳng cái đinh lên. Tí và chỉ có một hình ảnh thôi mà có vi... Đóng ở giữa mày, đóng ra ngoài cánh đi. Anh có dễ đóng giữa đâu. Thôi đóng đi. Đóng một cái nữa đấy. Đinh cầm một cái một thôi chứ. Lộn cái kia lại, lộn cái kia lại, ngược với em. Đấy đúng rồi, vậy. Mày
thì chặt không cho chạy. Nó lồi ra thì gọn lắm. Đóng chặt đinh lại, đóng lại chặt. Bạn này đóng mấy lần này, lần thứ 3 mà. Đóng lên làm tốt lắm. Ý lên cười tươi là được. Tươi cho chủ. Đo hình thức thôi. Cầm sai như thế. Okay. Cầm sai như thế. Ok. Ok. Rồi. Tiếp đồ quả. Cười.